không mang giấy tờ xe. Tuy nhiên, khi bị cán bộ cảnh sát giao thông hỏi về việc đã tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID, thì chị TLTM tỏ ra lúng túng và không hay biết gì về việc này. Đây chỉ là một trong số trường hợp người vi phạm vừa bị cán bộ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý trong ngày 24 tháng 7. Khi kiểm tra tốc độ đối với các phương tiện và triển khai tạm giữ giấy tờ người vi phạm giao thông trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng VNEID. Tại nút giao Phạm Thế Hiển, Nguyễn Văn Linh, quận 8, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Tân Túc phát hiện chị TLTM, ngụ huyện Bình Chánh, chạy xe quá tốc độ nên đã ra hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Theo kết quả từ máy kiểm tra tốc độ, chị M vi phạm tốc độ nên cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị M ngay sau đó. Tuy nhiên, quá trình lập biên bản, chị M cho biết mình quên đem giấy tờ. Cảnh sát giao thông sau đó hướng dẫn chị M xuất trình bằng lái đã được tích hợp trên ứng dụng VNEID, nhưng chị M cho biết mình chỉ biết tích hợp sổ hộ khẩu trên ứng dụng này nhưng lại quên mật khẩu đăng nhập. Tại bình thường em có mang theo, em bỏ trong cốp xe, nhưng mà bữa nay em đi trả giấy tờ cho công ty nên em quên đem. Tại hôm qua như em bị ướt, trời mưa ướt nên em bỏ ra em phơi, cái em quên đem luôn. Em chỉ biết là VNEID đó là tích hợp giữa giống như là cái sổ hộ khẩu này kia thôi, chứ em chưa có biết là cái này. Với lỗi vi phạm trên, chị M bị xử phạt 350.000 đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe hoặc giấy đăng ký xe. Do không xuất trình được giấy tờ nên cảnh sát giao thông cũng đã quyết định tạm giữ phương tiện của chị M. Cũng trong ngày 24 tháng 7, tổ công tác cũng phát hiện nhiều người chạy quá tốc độ quy định ở đoạn đường này nên đã yêu cầu dừng phương tiện, lập biên bản xử phạt. Quá trình làm việc với cảnh sát giao thông, khi được hỏi về các loại giấy tờ trên ứng dụng VNEID thì ai nấy cũng đều tỏ ra bất ngờ và chưa biết rõ về quy định mới này. Theo thông tư 28 năm 2024 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe qua ứng dụng VNEID. Đối với trường hợp vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ tạm giữ hoặc tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử thay cho bản cứng. Do thông tư vừa mới có hiệu lực chưa lâu nên rất nhiều người vi phạm chưa nắm được quy định liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng VNEID. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, sau một tuần thực hiện quy định mới, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra 26.961 trường hợp thông qua ứng dụng VNEID, đồng thời tước 499 bằng lái của người vi phạm trên môi trường điện tử.